Đại diện của ca sĩ Phi Nhung là Diễm Phạm đã chính thức lên tiếng và tuyên bố thẳng chuyện tỷ phú Hoàng Kiều xin nhận nuôi 23 đứa trẻ mồ côi là con nuôi của ca sĩ Phi Nhung. Và cũng theo ông Hoàng Kiều, khi nghe tin ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 và trở nặng và đã không qua khỏi, ông đã nghĩ đến những đứa con của ca sĩ Phi Nhung sẽ đi về đâu khi không còn ca sĩ Phi Nhung chăm sóc nữa. Và ông rất thương những đứa trẻ này vì đã một lần bị bỏ rơi, một lần mồ côi cha mẹ. Và bây giờ thì cũng một lần nữa ca sĩ Phi Nhung đã ra đi và các em lại phải mồ côi. Và một phần nữa, ông Hoàng Kiều cũng muốn ca sĩ Phi Nhung sẽ được ra đi thanh thản và sẽ không phải lo cho các con ở nơi trần gian. Và khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, tỷ phú Hoàng Kiều chính thức lên tiếng và ông cho biết muốn thay ca sĩ Phi Nhung để chăm sóc cho 23 đứa trẻ em mồ côi. Và trước lời ngỏ ý này thì đại diện của ca sĩ Phi Nhung là Diễm Phạm đã chính thức lên tiếng để trả lời tỷ phú Hoàng Kiều. Ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9 năm 2021 và đã sau gần 40 ngày chống chọi với dịch bệnh Covid-19. Thông tin về ca sĩ Phi Nhung đã qua đời, đến hiện nay thì nhiều người vẫn chưa thể tin là ca sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi. Vì quý vị khán giả, những người luôn yêu mến ca sĩ Phi Nhung quá tiếc nối cho một giọng ca vàng như ca sĩ Phi Nhung và không muốn chấp nhận một sự thật này. Và rất nhiều khán giả đã chia sẻ, tuy ca sĩ Phi Nhung đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng hình tượng của một ngôi sao ca sĩ Phi Nhung vẫn sẽ sáng mãi trong lòng những người khán giả và những người hâm mộ yêu mến ca sĩ Phi Nhung. Và điều xót xa nhất là cuộc sống của 23 đứa trẻ mồ côi sẽ đi về đâu? Và các em sẽ lại một lần nữa mồ côi xa mẹ sau khi ca sĩ Phi Nhung đã qua đời. Và biết được sự việc này, tỷ phú Hoàng Kiều đã lên tiếng và khẳng định mình sẽ giúp ca sĩ Phi Nhung để nuôi dạy cho 23 người con nuôi sẽ được nên người và như bao đứa trẻ khác. Và trong livestream mới nhất vào hôm 30 tháng 9, Hoàng Kiều tâm sự: bản thân hiện tại không còn là tỷ phú nữa, cũng nợ nần rất nhiều nhưng chắc chắn sẽ chăm sóc cho những đứa con của ca sĩ Phi Nhung được nên người. Và ông từng trải qua cảnh mồ côi khi chỉ mới 3 tuổi nên ông rất đồng cảm với các hoàn cảnh của các con nuôi của ca sĩ Phi Nhung hiện nay. Và đến tối ngày 30 tháng 9, quản lý của ca sĩ Phi Nhung là bà Diễm Phạm đã trả lời trước báo chí về thông tin này. Là hiện tại, mình đã được biết về ý định của tỷ phú Hoàng Kiều và rất cảm ơn vì lòng tốt của tỷ phú Hoàng Kiều. Tuy nhiên, mọi người vẫn đang rất đau lòng trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung và tâm trạng hiện tại vẫn đang rất rối bời và chưa có thể nói gì thêm. Và Diễm Phạm cũng cho biết thêm, tôi có coi qua một số thông tin báo chí đã đưa tin, nhưng hiện tại gia đình đang rất rối bời và phải lo chuyện hậu sự cho ca sĩ Phi Nhung. Và mọi chuyện chăm sóc các con tạm thời vẫn bình thường, chúng tôi sẽ phải coi lại. Và những gì chị Nhung duy trì thì vẫn sẽ được tiếp tục. Và hai nhà hàng bán đồ ăn chay vẫn còn hoạt động tốt, vẫn có thể để nuôi các con được. Và chị ấy vẫn để lại tất cả để duy trì cuộc sống cho các con. Và quản lý của ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ như vậy, rằng là hiện tại đối với tất cả tài sản của ca sĩ Phi Nhung đã để lại để lo cho những đứa con của ca sĩ Phi Nhung cũng như là con gái ruột Wendy Phạm hiện tại đang sống tại Mỹ vẫn đủ để có thể chăm lo cho các con với cuộc sống hiện tại. Và bà Diễm Phạm cũng nhấn mạnh, gia đình rất biết ơn tấm lòng của tỷ phú Hoàng Kiều, nhưng muốn tập trung lo hậu sự cho nữ ca sĩ và sẽ giải quyết chuyện này sau. Và họ sẽ thực hiện hết những việc mà Phi Nhung đang làm dang dở và hoàn thành ước nguyện của cô. Và trong khi đó, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì đã đưa ra hai phương án cho sự việc này. Là một là các em sẽ tiếp tục được gia đình, bạn bè của ca sĩ Phi Nhung chăm sóc và nuôi dạy. Và thứ hai là nếu mọi người không thể tiếp tục thì địa phương sẽ tiếp nhận và đưa các bé vào cơ sở chăm sóc công lập. Và nhất định các cơ quan quản lý nhà nước sẽ không để các bé bị thiệt thòi hay bị đẩy ra ngoài đường. Đối với thông tin về 23 đứa con nuôi của ca sĩ Phi Nhung hiện nay đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các quý vị khán giả yêu mến ca sĩ Phi Nhung, rằng những đứa con của ca sĩ Phi Nhung sẽ đi về đâu và sau khi ca sĩ Phi Nhung đã qua đời thì ai sẽ chăm sóc. Và không chỉ có riêng tỷ phú Hoàng Kiều đã có ngỏ ý nhận nuôi 23 đứa trẻ em mồ côi này, và Cherry Phương Trinh, một người đàn chị đỡ đầu, một người chị của ca sĩ Phi Nhung cũng đã lên tiếng với thông tin để nhận nuôi và chăm sóc cho những đứa con của ca sĩ Phi Nhung. Cherry Phương Trinh đã chia sẻ khi nghe tin ca sĩ Phi Nhung đã qua đời. Chị lịm người khi nghe tin em đã ra đi, Nhung ơi. Chiếc khăn tang em đeo cho chị cách đây 2 năm khi ba mất. Không ngờ có ngày chị lại phải đeo nó cho em. Và cô tiên nữ tên Phi Nhung đã được kêu về trời và em về vui em nhé. Nợ trần gian em đã trả xong, cũng như đã trả lại hết những lời cay nghiệt
người đời đã dành cho em. Và cô tiên trước khi bay về trời sẽ phải trải qua thử thách. Và em của chị đã làm rất tốt. Và chị luôn tự hào về em, về con người của em cũng như tiếng hát Phi Nhung mà chị đã may mắn phát hiện ra cách đây 30 năm trước. Và cũng theo chia sẻ của Jerry Phương Trinh là chị sẽ thay Phi Nhung để chăm lo và nuôi dưỡng 23 đứa con của người em thân thiết. Và các con nuôi của em đã có chị lo. Và riêng Wendy sẽ luôn được che chở bởi bà ngoại và các dì cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng làm. Và hiện nay đối với thông tin về 23 đứa con nuôi của ca sĩ Phi Nhung thì chúng ta sẽ không phải lo lắng nữa. Đã có Jerry Phương Trinh, đã có người nhà thân thiết của ca sĩ Phi Nhung và đặc biệt là tỷ phú Hoàng Kiều cũng có những ngỏ ý muốn nhận nuôi các em. Và đại diện của ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng và cũng cho rằng là hiện tại gia đình vẫn đủ khả năng và vẫn có hai nhà hàng đang nấu đồ ăn chay vẫn có thể lo cho các con được. Và đặc biệt là để trả lời với tỷ phú Hoàng Kiều rằng rất cảm ơn tỷ phú Hoàng Kiều đã có những ngỏ ý để nhận nuôi các em. Và hiện nay cũng đang tâm trí hết sức rối bời và đang lo mọi việc để lo cho hậu sự cho ca sĩ Phi Nhung. Và hiện tại cũng đã 3 ngày trôi qua và tang lễ của ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa được diễn ra và vẫn chưa có những thông báo chính thức nào trừ chính người thân và người nhà của ca sĩ Phi Nhung và đại diện là nghệ sĩ Việt Hương cũng chưa có chính thức thông báo với báo chí rằng là về tang lễ của ca sĩ Phi Nhung sẽ được diễn ra ở đâu. Và theo thông tin mới nhất từ Diễm Phạm thì hiện tại gia đình ca sĩ Phi Nhung đang làm lễ cầu siêu tại gia cho ca sĩ Phi Nhung với thời gian là 3 ngày. Và như vậy chúng ta có thể biết được rằng là đối với thời gian 3 ngày thì đang làm lễ cầu siêu nên chắc chắn chưa có thể tổ chức được tang lễ cho ca sĩ Phi Nhung. Và hiện tại thì cũng có rất nhiều những thắc mắc đến từ những quý vị khán giả rằng là ca sĩ Phi Nhung hiện tại đã được hỏa táng hay chưa và vẫn chưa có thông báo từ nghệ sĩ Việt Hương. Bởi vì như chúng ta cũng đã biết là hiện tại thì đã 3 ngày trôi qua rồi và chắc chắn ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa táng và có thể đã được đem cho cốt về nhà nhưng mà vẫn chưa có những thông báo đến đối với báo chí cũng như là tất cả quý vị khán giả hâm mộ. Bởi vì theo như Bộ Y tế đã thông báo rằng là đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thì sẽ có thể được hỏa táng sau thời gian là 24 tiếng. Đó, và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại đã có thể nói rằng là đã trải qua 48 tiếng. Và như vậy thì có thể chắc chắn rằng ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa táng và có thể đã được đem cho cốt về nhà rồi. Nhưng mà chưa có thông báo cho báo chí cũng như là người thân mà thôi. Và khi tổ chức tang lễ ở Việt Nam xong, chắc chắn rằng cho cốt của ca sĩ Phi Nhung sẽ được đưa qua bên Mỹ. Và hiện tại ở bên đó có con gái của ca sĩ Phi Nhung là Wendy sẽ trực tiếp thờ tự cũng như là sẽ gửi lên chùa đúng với những nơi mà Wendy đã nói rằng là nơi đang để cho cốt của ông ngoại là cha của Jerry Phương Trinh. Và hiện tại thì những thông tin về ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được quý vị khán giả, những fan hâm mộ đặc biệt quan tâm và cũng đang trông mong những thông tin chính thức từ nghệ sĩ Việt Hương về tang lễ của ca sĩ Phi Nhung sẽ diễn ra ở đâu và sẽ được tổ chức như thế nào để những người hâm mộ yêu mến ca sĩ Phi Nhung và những anh em nghệ sĩ sẽ có thể đến để thắp một nén nhang để có thể đưa tiễn ca sĩ Phi Nhung một đoạn đường cuối cùng để về với trời, về với cõi Phật.